Tây Bắc, được mệnh danh là thiên đường của rất nhiều món ăn ngon và vô cùng độc đáo. Chính vì vậy, ẩm thực nơi đây đã thu hút rất nhiều du khách đến và để lại nhiều ấn tượng khó quên. Đến Tây Bắc mà không thử đặc sản Tây Bắc thì thật là thiếu sót. Còn nếu như bạn không đến được Tây Bắc mà vẫn được thưởng thức các hương vị của món ăn đặc sắc nơi đây, như vậy bạn có thích không? Mình là Hằng Vlog đây. Mình xin gửi đến các bạn một lời tri ân chân thành nhất trong thời gian vừa qua đã luôn ủng hộ kênh phát sóng của Hằng Vlog và những sản phẩm của nhà Hằng. Bây giờ hiện nay các bạn đang xem clip để giới thiệu sản phẩm ẩm thực Tây Bắc của kênh Hằng Vlog. Các bạn sẽ thấy thú vị nếu như ở lại cùng chúng tôi trong những phút tiếp theo đấy. Trời rất là nắng nên là mẻ này sẽ rất là ngon. Đấy. Đây là những cái đặc sản nổi tiếng của vùng Tây Bắc các bác nhé. Rất là nắng. Bây giờ Hằng sẽ giới thiệu qua với các bạn. Tây Bắc là một vùng miền núi phía Tây của Việt Nam. Vùng Tây Bắc hiện nay gồm có 6 tỉnh và với diện tích trên 5.645 triệu ha, đây còn là nơi sinh sống của rất nhiều dân tộc anh em như Thái, Mông, Giao, Tày, Nùng. Chính vì vậy, vùng núi Tây Bắc có khí hậu rất mát mẻ, không khí trong lành, nguồn nước sạch, nên các đặc sản nơi đây vô cùng tươi ngon. Các bạn sẽ cùng mình khám phá nhé! Chào Đào Thắm nha! Này, các bác này, đấy, thấy không? Trời rất là nắng, đấy, chính vì thế nên là, đây, đấy, đấy, đây là mẻ nạp sườn cực kỳ ngon luôn, đấy. Bây giờ mình sẽ để cho các bạn xem cái thịt trâu khô nhá. Đây, chỗ này mình đang phơi nắng. Đây nha, còn bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thịt trâu khô nha. Đây các bạn này. Đấy, đây là trâu sau khi đã gác bếp xong rồi. Đấy. Đấy. Rất là thơm ngon nhé. Đấy các bạn này. Đấy. Thơm ơi là thơm, ngon ơi là ngon. Lò sấy của nhà mình nhá, để biết được là cái công suất của nhà mình làm việc nó như thế nào. Đây. Đây nha các bạn nha, lò sấy của nhà mình đây. Hun khói đấy, tại sao lại gọi là hun khói đây? Đây. Toàn bộ chấu này. Ok anh. Đại lý nhận luôn. Đại lý cấp 1 đi anh. Đây hàng đây, cho mọi người nhìn cái lò này, nhìn từ xa này. Đấy. Đó, mọi người nhìn thấy không? Bây giờ em sẽ cho mọi người cái xem mẻ thịt mà đang làm nhá, mà vừa mới ướp đây xong này, chuẩn bị đưa vào để sấy đây. Đây. Đấy. Đây là ủ từ sáng nhá. Trâu khô, bò khô gác bếp nhá. Đúng chuẩn vị luôn. Đấy. Cái chậu của nhà em nó thế này cơ mà. Các bác xem này. Mỗi một lần ra hàng ra mấy tạ thịt. Rất là ngon các bác ạ. Đây các bác nhìn đống củi đây. Em cho các bác xem đống củi nhà em đây. Đấy, đống để hun đây, lò. Đấy. Bác nào muốn làm đại lý thì inbox cho em nhá. Bác nào muốn làm đại lý thì inbox cho em nhá. Hình như là mất điện hay sao, em mất sóng rồi. Nên là em chỉ nhá hàng như thế cho các bác thôi. Đấy. Đây đang sấy đây. Đấy, lò sấy đây. Đây các bác này. Đấy, sau khi thịt xe vào sấy mấy ngày để cho thịt nó đủ độ xe. Đấy thì xong bắt đầu là mới bỏ ra để đồ. Đồ sau đó nó hút chân không. Thơm ngon vô cùng.